Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Anh, Đức, Tây Ban Nha thắng tưng bừng, Italia hòa thất vọng Thụy Sĩ. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đêm qua chứng kiến những trận thắng đậm của Anh, Đức, Italia, trong khi đó Italia hòa không bàn thắng với Thụy Sĩ. Tiếp tục cập nhật tiếp đón đối thủ yếu Andorra ở bảng Ý, đội tuyển Anh nhanh chóng chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và ép đội khách không thể lên bóng. Đến phút 18, Saka căng ngang vào trong và bị một cầu thủ của Andorra phá ra, Lingard có mặt kịp lúc để tung ra cú dứt điểm đập đất mở tỷ số 1-0. Sau khi có bàn thắng, Lingard càng chơi càng hưng phấn và thậm chí đã thêm một lần đưa được bóng vào lưới của Andorra ở phút 21 nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Tam sư có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng đều không thể tận dụng thành công, 1-0 là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Sang hiệp 2, đội tuyển Anh vẫn là những người nắm giữ thế trận, ngay phút 48, James có pha dứt điểm chạm sà ngang khung thành của Andorra. 6 phút sau, Lingard lao vào đá bồi nhưng bóng đi không chính xác. Sau đó, huấn luyện viên Gate tung các trụ cột như Harry Kane, Mason Mount và Jack Grealish vào sân và bộ ba này đã tạo ra bàn thắng thứ 2, phút 70. Grealish chuyền bóng thông minh để Mason Mount thoát xuống nhảy múa ở khu cấm địa của Andorra và buộc hậu vệ đội khách phải phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Harry Kane được giao trọng trách đá phạt đền và anh không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Anh. Đây cũng là bàn thắng thứ 40 của ngôi sao Tottenham cho đội tuyển Anh. Đến phút 78, nhận bóng từ Saka, Lingard bình tĩnh xử lý trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đập đất nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân huấn luyện viên Gate. 5 phút trước khi hết giờ, từ chấm đá phạt góc, Alexander-Arnold chuyền cho Lingard trước khi tiền vệ của Man Utd tung ra cú tạt bóng chuẩn xác để Saka bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0 chung cuộc cho đội tuyển Anh. Với thắng lợi tưng bừng trước Andorra trên sân nhà giữ vững mạch toàn thắng và ngôi đầu bảng Ý vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, Andorra vẫn dậm chân ở vị trí ép chót, đội hình thi đấu Anh. John Stones, James, Grealish 62. Quasi, Chippie, Alexander-Arnold, Henderson, Lingard, Bailey, Mount 62, Saka, Bamford, Kane 62 bàn thắng. Lingard 18, 78, Kane 72, Pen, Saka 85, Andorra, Gomez, Vale, Lazoza, Rubio, Garcia, San Nicolas, Vo 86, Zebe, Rubio, Garcia 74, Lemente, Martinez 75, Sanchez, Fernandez 66, Vieira, Lima 86. Tại bảng B sau thất bại trước Thụy Điển, huấn luyện viên Enzic đã có một số điều chỉnh về nhân sự, trong đó gạch tên những công thần như Jock Dianba, Anvazo Mozata để trao cơ hội cho bộ đôi cầu thủ đang khoác áo Valencia là Jose Gaza hay Carlos Soler. Chính những sự thay đổi này đã giúp các cầu thủ Tây Ban Nha nhập cuộc khởi sắc hơn. Chỉ mất 14 phút, Gaza tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của cầu thủ này khẽ chạm chân hậu vệ Gorkyia đổi hướng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 25, một sự thay đổi khác là Soler lên tiếng. Khi có pha băng vào rất nhanh đệm bóng ở cự ly gần từ đường căng ngang của Marcos Llorente nâng tỷ số lên 2-0 cho người Tây Ban Nha. 8 phút sau, Gaza một lần nữa tỏa sáng để đưa bóng vào lưới Gorkyia, nhưng trọng tài chính xác định hậu vệ của Valencia mắc lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR. Người hâm mộ Tây Ban Nha không phải buồn quá lâu, bởi đoàn quân huấn luyện viên Enzic nhanh chóng có thêm bàn thắng thứ 3 nhờ công của Fezanto Z chỉ 4 phút trước khi hiệp 1 khép lại. Tây Ban Nha bước vào hiệp 2 với tinh thần rất thoải mái sau khi dẫn 3-0. Tuy nhiên, phải tới phút 61, Lazoza mới cụ thể hóa được sự vượt trội về thế trận của mình. Pablo Forna có đường kiến tạo chính xác để Pablo Sarabia giúp Tây Ban Nha dẫn 3-0. Đến phút bù giờ của trận đấu, vẫn là Forna và Sarabia phối hợp ăn ý để đưa bóng vào lưới Gorkyia. Tuy nhiên, VAR tiếp tục xử lý chính xác khi xác định cầu thủ của đội chủ nhà rơi vào thế việt vị. Với chiến thắng tưng bừng 4-0, Tây Ban Nha đã tạm thời vượt mặt Thụy Điển để leo lên ngôi đầu bảng với 10 điểm, hơn đối thủ 1 điểm nhưng đã nhiều hơn đối thủ 1 trận. Đội hình thi đấu Tây Ban Nha: Simon, Apilicueta, Enric, Garcia, Laporte, Gaza, Llorente, Jordi, Soler, Sarabia, Ruiz, Tozet. Bàn thắng: Gaza 14, Soler 25, Tozet 41, Sarabia 63, Gorkyia, Lozia, Chazaze, Kahia, Lochovili, Zobelize, Mamuchavili, Abuzania, Zavitavili, Cava, Azazo,